Thưa quý vị, cuối năm khi Biển Đông dồn dập đón bão thì cũng là bước vào mùa huấn luyện dân quân biển ở Đà Nẵng. Năm nay thì Ban Chỉ huy quân sự quận Sơn Trà tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân biển 6 phường trên địa bàn, tự vệ biển, trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Gần 160 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ biển quận Sơn Trà đã tham gia huấn luyện. Trong hơn 2 tuần, học viên được nghiên cứu các nội dung về đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, giữ vững biên giới quốc gia, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Qua đó, giúp lực lượng dân quân tự vệ biển nắm chắc vị trí, vai trò của lực lượng trong tình hình mới. Quá trình huấn luyện thì tập trung vào chủ yếu động tác, phương pháp và kỹ thuật chiến đấu. Chúng tôi đã làm tốt về công tác cơ sở vật chất, hạ tầng, kể cả là trong những cái nhiệm vụ tàu thuyền và công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối để cho dân quân biển nắm được thứ tự các bước hành động khi thực hiện nhiệm vụ. Quá trình huấn luyện quân sự chú trọng các nội dung kỹ thuật súng bộ binh, bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày, bắn mục tiêu từ bờ ra biển, chiến thuật võ thuật, cách bố trí và khắc phục mìn, bẫy mìn, thủy lôi, lựu đạn. Lớp học nhằm trang bị cho lực lượng dân quân tự vệ biển trình độ chiến thuật cơ bản, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng khác trên biển, phục vụ cho nhiệm vụ hoạt động tác chiến tại địa phương, đơn vị. Trang bị cho dân quân nắm được kỹ năng động tác thực hành là chính. Và để đạt được cái yêu cầu như đó, thì chúng tôi tổ chức lực lượng luân phiên thay vòng đổi tập, cán bộ uốn nắn từng đội dũng nhỏ, từng đơn vị nhỏ. Khi mà tham gia cái lực lượng này là tôi đã học hỏi được rất nhiều ở trong cái lực lượng dân quân biển. Thứ nhất là về cái bản lĩnh vững vàng hơn. Thứ hai là xử lý mọi tình huống khi gặp những đối tượng xấu. Đà Nẵng hiện có 2 trung đội dân quân biển tại quận Thanh Khê và Sơn Trà. Với việc được huấn luyện định kỳ hàng năm, lực lượng này luôn vững vàng về nghiệp vụ, đồng thời cung cấp rất nhiều nguồn tin có giá trị về sự xâm nhập của tàu nước ngoài vào lãnh hải của nước ta nói chung cũng như của Đà Nẵng nói riêng. Đồng thời tham gia rất tích cực trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.